Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Jenny sẽ trở lại bằng phần điểm tin Việt Nam thưa quý vị. Ân xá quốc tế Việt Nam còn giam giữ gần 100 tù nhân lương tâm. Có ít nhất là 97 tù nhân lương tâm đang bị cầm tù tại Việt Nam. Nhiều người trong số họ bị giam giữ trong điều kiện chật chội, bẩn thiểu và thường xuyên bị tra tấn hoặc là ngược đãi. Đây là nội dung trong bản nghiên cứu mà Tổ chức Ân xá quốc tế vừa công bố vào ngày 4 tháng 4 năm 2018. Tổ chức ân xá quốc tế cho công bố danh sách 97 nhà hoạt động này một ngày trước khi diễn ra phiên xử 6 nhà hoạt động, trong đó có 5 người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ. 6 nhà hoạt động này đang phải đối mặt với sự xét xử không công bằng và có nguy cơ bị án tù về những cáo buộc cố ý lật đổ chính quyền nhân dân. Ông James Gomez là giám đốc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết Việt Nam là một trong những nhà tù hoạt động tích cực nhất của Đông Nam Á dành cho những nhà hoạt động ôn hòa. Đây là một danh hiệu đáng hổ thẹn không ai mong muốn. Theo ông thì 97 tù nhân lương tâm ở Việt Nam là những người dũng cảm đã bị cướp quyền tự do chỉ vì muốn thúc đẩy nhân quyền trong nước. Ông nói thêm rằng con số 97 này thật ra ít hơn con số thực tế những người đang bị cầm tù và rất có thể là biết được bao nhiêu người đang bị giam giữ thực sự do chính quyền Việt Nam che giấu thưa quý vị. Nhiều người Việt đã buôn ma túy đá tại Cộng hòa Séc nhiều người Việt sinh sống tại vùng biên giới giữa Cộng hòa Séc và Đức tham gia vào các đường dây buôn bán ma túy đã bị tố là đã khởi xướng trào lưu ra biên giới mua ma túy đá của nhiều người Đức. Một bài viết đăng tải trên mạng báo Hoa Nam buổi sáng vào ngày 3 tháng 4 cho biết, dọc biên giới khoảng 814 km giữa Cộng hòa Séc và Đức có đến hàng chục cửa hàng do người Việt Nam làm ăn kinh doanh. Đây là những cửa hàng nhỏ, lẻ, bán lẻ, đủ mọi thứ từ quần áo rẻ tiền đến túi sách nhái, những thương hiệu nổi tiếng tuy nhiên những năm gần đây những cửa hàng này được nói là đã trở thành nguồn cung cấp ma túy đá chủ yếu vào nước đức bài báo cũng cho biết nhiều người việt trong số này đã tự sản xuất ma túy đá ngay cửa hàng và bán cho những vị khách người đức đến khu vực biên giới để uống bia hay đổ xăng vì giá bia và xăng tại khu vực này rẻ hơn trong nội địa của đức phía hải quan đức cho biết là sẽ gia tăng kiểm soát tại khu vực biên giới bằng cách huy động thêm lực lượng hải quan đồng thời đức cũng cho rằng cộng quan sát cần điều tra rõ ràng và đóng cửa những tiệm hàng này nếu có tham gia buôn bán ma túy đá. Ma túy đá là vấn đề nổi cộm nhất dối trong cộng đồng người Việt tại Séc đã lâu và rất nhiều người Việt sống tại Séc đã bị bắt vì dính líu đến loại tội phạm này. Tuy vậy, phía Việt Nam vẫn chưa dùng cộng hòa Séc chưa cùng với cộng hòa Séc ký hiệp định dẫn độ tội phạm ma túy tại Séc về thủ án tại Việt Nam ngay trong chuyến thăm xét của Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào hôm 12 tháng 4 năm 2017, cảnh sát đã bắt một ổ ma túy lớn trong chợ Sapa Braha, trong đó có nhiều người Việt. Thưa quý vị. Giáo phần Vinh kêu gọi hành động đòi công lý cho nạn nhân thảm quả Formosa. Ban Công lý và Hòa bình cùng ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm biển miền Trung thuộc giáo phần Vinh vào ngày 2 tháng 4 gửi thư kêu gọi hành động giúp đòi hỏi công bằng và công lý cho các nạn nhân của thảm quả Formosa thư kêu gọi cho hai linh mục Anton Nguyễn Văn Đính và Chusa Phan Sĩ Phương ký tên gửi chúng sinh, tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân chúa giáo phận Vinh cùng với các nhà hoạt động cổ võ cho việc bảo vệ môi trường và đòi công lý cho nạn nhân thảm họa Formosa. Theo thư kêu gọi này, thì hai năm sau, thảm họa môi trường do công ty gan thép Formosa gây ra đối với các tỉnh miền Trung, đến nay nhiều nạn nhân của thảm họa Formosa vẫn chưa được bồi thường xứng đáng thư cũng chỉ trích nhà cầm quyền đã vu khống đàn áp sách nhiễu và bắt bỏ tù những người đứng tên đòi hỏi quyền lợi cho các nạn nhân do formosa gây ra văn bản cũng cho biết giáo phận vinh cùng nhiều tổ chức đã cố gắng hỗ trợ các nạn nhân và tìm kiếm giải pháp nhắm khắc phục hậu quả như là cứu trợ thực phẩm cấp phát học bổng cho học sinh hỗ trợ phương tiện để tái lập nghề nghiệp đồng thời nhiều vị linh mục đã cùng giáo dân đi đòi công bằng gửi nhiều văn thư đến chính quyền cũng như là thực hiện các chuyến vận động trong nước và quốc tế Giáo phận Vinh kêu gọi hành động bằng cách tham gia dân lễ và tổ chức giờ chầu thánh thể để cầu nguyện, đồng thời tổ chức thêm các buổi cầu nguyện cho những người đang bị bắt hại, tù tội vì liên là đã lên tiếng binh vực cho các nạn nhân. Thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới, Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.